Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Honda Civic. Mẫu xe này trực thuộc trong phân khúc sedan hạng C. Và hiện tại một số những mẫu xe nằm trong phân khúc này thì đang có chính sách hỗ trợ tiền mặt rất là nhiều, nhưng không dành cho Honda Civic. Hiện tại mẫu xe Honda Civic được giảm tiền mặt tương đối ít. Và mẫu xe này thường không dành cho số đông, chủ yếu dành cho những anh em đam mê và yêu thích chiếc Honda Civic thì khả năng anh em sẽ xuống tiền mua. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của các phiên bản Honda Civic tại thời điểm những ngày cuối tháng 4 để anh em tham khảo cân đối. Anh em yêu thích thì lựa chọn phiên bản cho phù hợp. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời anh em cùng đến với phần đầu tiên, những thông tin chung. Honda Civic là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, được phân phối với 3 phiên bản để anh em lựa chọn, cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Civic E, phiên bản thứ hai đó là Civic G, phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Civic bản RS. Honda Civic nằm trong cái phân khúc sedan hạng C. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm có những tên sau. Thứ nhất đó là chiếc Toyota Altis, Mazda 3, Kia K3, Hyundai Elantra và một số những mẫu xe khác. Và hiện tại Honda Civic là mẫu xe có giá bán cao nhất trong phân khúc. Và đây cũng là mẫu xe được hỗ trợ khuyến mại tiền mặt ít nhất trong phân khúc tại thời điểm hiện tại. Và thực sự những anh em nào xuống tiền mua Honda Civic là những anh em có niềm đam mê cũng như là tình yêu tương đối lớn đối với mẫu xe này. Chính sách bán hàng của Honda có phân vùng thị trường, nhưng tại thời điểm hiện tại em vẫn bán được cho những anh em ở các địa phương mà có showroom của Honda rồi. Hình thức mua bán thì anh em sẽ có hai hình thức, đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Và hiện tại những thông tin trả góp thì như trong những video trước em cũng đã cập nhật cho anh em. Ở những mẫu xe khác thì hiện tại cái mức lãi suất cùng với thời gian vay, số tiền vay tối đa thì em cũng đã cập nhật ở những video của những mẫu xe khác, anh em có thể tham khảo. Và em xin phép không nói lại, em sẽ nói chi tiết ở từng phiên bản Civic để anh em nắm được. Và mời anh em cùng đến với phần thứ hai, đó là chi tiết chương trình bán hàng của từng phiên bản Honda Civic tại thời điểm những ngày cuối tháng 4. Phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em, phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Honda Civic bản RS. Phiên bản này có giá niêm yết là 870 triệu và tại thời điểm những ngày cuối tháng 4 giá bán cho anh em là 860 triệu. Như vậy anh em được giảm 10 triệu tiền mặt. Ngoài ra tặng kèm thêm anh em 60 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Chi phí giao biển số lăn bánh tại các địa phương từ giá bán 860 triệu. Trong trường hợp anh em mua trả thẳng tự đi đăng ký, em có tính chi phí giao biển số như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 986 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 969 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 967 triệu. Và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 949 triệu. Chi phí giao biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm đầy đủ những khoản chi phí theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Và chưa bao gồm những phụ phí ngoài như là tiền dịch vụ đăng ký xe trọn gói trong trường hợp anh em không tự đi làm thủ tục đăng ký được. Và chưa bao gồm những chi phí đi lại, tiền vận chuyển xe nếu anh em nào ở các tỉnh xa. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Civic và RS, anh em được vay ngân hàng tối đa là 731 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 14,9 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 7,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7,3 triệu, tương ứng với lãi suất 1% trên một tháng trong năm đầu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 255 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 238 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 236 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 218 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị cho em thêm những khoản chi phí phát sinh sau. Thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 12 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe. Thứ ba đó là tiền đi lại, vận chuyển xe. Mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai, đó là chiếc Civic bản G. Giá niêm yết là 770 triệu và tại thời điểm những ngày cuối tháng 4 giá bán cho anh em là 760 triệu. Như vậy anh em cũng được giảm 10 triệu tiền mặt. Ngoài ra cũng tặng kèm anh em thêm 60 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Anh em nào mà cần tham khảo list phụ kiện thì liên hệ với em sẽ gửi qua Zalo để anh em tham khảo. Chi phí giao biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào Hà Nội sẽ là 874 triệu, anh em nào Sài Gòn là 859 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 855 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 839 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể xem trên màn hình. Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 646 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 13,1 triệu, trong đó gốc chia đều là 6,7 triệu trong 8 năm,
lãi suất hạn đầu tiên là 6,4 triệu. Số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 228 triệu, anh em ở Sài Gòn là 213 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 209 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 193 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị cho em thêm những khoản chi phí phát sinh như trên video anh em đang xem. Bằng thân vỏ năm đầu sẽ là 10,6 triệu. Và mời anh em cùng đến với phiên bản cuối cùng, phiên bản thấp nhất, đó là chiếc Honda Civic E. Phiên bản này có giá niêm yết là 730 triệu và tại thời điểm những ngày cuối tháng 4 này giá bán cho anh em cũng được giảm 10 triệu, cụ thể là 720 triệu. Và anh em cũng được tặng kèm thêm 60 triệu tiền phụ kiện trong list phụ kiện của showroom bên em. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em, cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 829 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 815 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 810 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 795 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước. Và anh em lưu ý, chi phí ra biển số này tính từ giá bán của showroom bên em chứ không áp dụng cho tất cả các showroom. Anh em lưu ý cho em. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 612 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 12,4 triệu, trong đó gốc chia đều là 6,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,1 triệu, dư nợ sẽ giảm dần. Số tiền ban đầu anh em cũng sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 217 triệu, anh em ở Sài Gòn là 203 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 198 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 183 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng phải chuẩn bị cho em thêm những khoản chi phí phát sinh như trên video anh em đang xem. Bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 10 triệu. Anh em nào ở địa phương nào quan tâm đến dịch vụ chọn gói, có nghĩa là mua trả góp hay là anh em mua trả thẳng, anh em không tự đi đăng ký được, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em. Tùy thuộc vào khoảng cách vị trí địa lý của từng anh em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê lăn bánh chọn gói anh em tham khảo. Mời anh em cùng đến với phần thứ ba, đó là nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Civic tại thời điểm này. Hiện tại không có nhiều xe để phục vụ cho anh em. Chính vì vậy anh em xem video gặp tại điểm nào mà có nhu cầu lấy phiên bản nào của Honda Civic hay là lấy màu gì thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ cập nhật kho xe cho anh em tại điểm đó. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Honda Civic trong thời điểm những ngày cuối tháng 4. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.